Băng Trinh kính chào quý vị đến với phần tin đầu giờ. Được mở đầu là phần tin thế giới với một bản tin cho biết 5 nghi can trong đường dây đưa lậu người vào Úc bị bắt. Cảnh sát Australia cho biết đã bắt 5 người đàn ông chuyên tổ chức hàng chục chuyến vượt biển cho những người tìm cách tị nạn chính trị. Trong một cuộc bố ráp trên toàn quốc mà nhà cầm quyền nói có thể giúp giảm bớt việc đưa lậu người vào Australia. Cảnh sát ngày hôm nay nói 3 người Afghanistan, 1 người Pakistan và 1 người Iran bị bắt trong vụ bố ráp này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức những chuyến tàu chuyển lậu khoảng 132 người. Một trong những nghi can, Bakat Ali Wahid, người Afghanistan bị truy tố về hai tội danh chuyển lậu người. Những người khác cũng sẽ phải ra tòa ngày hôm nay. Nhà cầm quyền cho biết sẽ có nhiều vụ bắt giữ tiếp theo nữa. Cảnh sát liên bang Australia nói hy vọng những vụ bắt giữ này sẽ giáng một đòn nặng vào việc đưa lậu người vào Australia. Việc này đã trở thành một vấn đề nhạy cảm về chính trị và nhân đạo tại nước này. Hàng trăm người đã tìm cách tị nạn chính trị chết đuối mỗi năm trong các cuộc hành trình nguy hiểm trên những chiếc thuyền mong manh và quá tải đến Australia. Australia nói có gần 200 chuyến thuyền như vậy đến Australia trong 6 tháng đầu năm nay. Và bản tin kế tiếp cho biết truy lùng kẻ khoét mắt trẻ em ở Trung Quốc. Cảnh sát tỉnh Sơn Tây Trung Quốc treo thưởng lớn cho ai cung cấp manh mối về người phụ nữ đã tấn công và móc mắt của một bé trai khi những chi tiết mới về sự việc được hé lộ. 100.000 nhân dân tệ tương đương với hơn 16.000 Mỹ Kim là khoản tiền thưởng mà cảnh sát Sơn Tây đưa ra cho ai giúp họ bắt được người phụ nữ trên. Những manh mối ban đầu về kẻ này được chính nạn nhân bị móc mắt là cậu bé Guo Bin, 6 tuổi, hé lộ. People's Daily dẫn lời Guo kể rằng, khi em đang chơi ở gần nhà thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện hỏi em rằng, trong gia đình có ai chơi mạt chược không? Sau đó dẫn cậu bé đến một cánh đồng. Bạn chơi cùng Guo trước một vụ tấn công thì kẻ, một người phụ nữ tóc vàng, đã đưa cậu bé đi. Người này nói giọng nước ngoài, chúng tôi không có cãi vã gì với ai. Bà Wang Wenli, mẹ của Guo, đã nói như vậy. Cả nhà bà Wang và chồng đều là nông dân và không thể nghĩ ra lý do gì khiến con trai mình bị người khác tấn công. Guo Bin ra khỏi nhà một mình vào khoảng 5 giờ chiều 24 tháng 6, và đến 7 giờ chiều là giờ ăn tối của gia đình, vẫn chưa thấy quay về. Bà Quang cho biết cả nhà đã ngồi đợi thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không thấy con trai đâu nên hoảng hốt đi tìm. Vào khoảng 10 giờ đêm, một người đàn ông đi bắt bọ cạp ở trên núi về cho biết dường như ông có nhìn thấy một cậu bé đang nằm co giật ở trong thung lũng. Bà Quang và chồng sau đó đã tìm thấy con trai đang nằm ở một cánh đồng, mặt bê bết máu. Họ tức tốc đưa Guo đến một bệnh viện địa phương. Cậu bé sau đó lại được chuyển lên bệnh viện đó mắt để thủ phủ Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây. Các bác sĩ cho biết cậu bé hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng em sẽ bị mù suốt đời. Chú của Guo cho biết cậu bé vẫn đang rất yếu và không hề biết mình đã bị mất mắt mà chỉ hỏi tại sao chung quanh tối như thế. Cảnh sát đã tìm thấy đôi mắt của Guo gần chỗ đậu cậu bé bị tìm thấy. Ban đầu, truyền thông đưa tin giác mạc của cậu bé đã bị gỡ ra khỏi mắt, dẫn đến nghi ngờ rằng Guo đã bị một kẻ buôn bán nội tạng người tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó bác bỏ nguồn tin này và loại trừ khả năng trên. Họ chưa đưa được lời giải thích nào khác trong khi động cơ của vụ tấn công vẫn đang được điều tra. Vụ khoét mắt trẻ em đang là chủ đề gây bão trên mạng Internet ở Trung Quốc, với hàng ngàn lời lên án hành động tàn bạo của kẻ tấn công. Trong đó, nhiều người cho rằng đây là lời cảnh cáo đến các bậc cha mẹ, nhất là ở vùng nông thôn. Dì của Guo cho biết, cậu bé sẽ được giải phẫu một lần nữa trong khoảng 2 tháng tới, nhưng thời gian cụ thể chưa được xác định. Các bác sĩ dự định sẽ lắp mắt nhân tạo cho Guo. Chi phí giải phẫu đã làm tốn của gia đình Guo hơn 20.000 nhân dân tệ, tức là tương đương với hơn 3.000 Mỹ Kim. Giới chức tỉnh Sơn Tây đề nghị bệnh viện giảm hoặc miễn phí cho Guo, trong khi các nhà hảo tâm cũng ủng hộ cậu bé
khoảng 40.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6.500 Mỹ Kim. Quay sang một nguồn tin khác thì người Israel săn lùng mặt nạ phòng độc. Chính phủ Israel đang trở thành trung tâm điểm của sự giận dữ của dân chúng khi tuyên bố mất khả năng cung cấp mặt nạ chống độc cho 40% dân số, giữa bối cảnh nguy cơ về một cuộc chiến hóa học ở quốc gia láng giềng Syria đang tăng cao. Cơn sốt mặt nạ phòng độc xuất hiện đầu tiên ở Haifa, thành phố miền Bắc Israel và rất gần với thủ đô Damascus, Syria, nơi vừa xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 vừa qua. Suốt nhiều ngày nay, hàng ngàn người đã tập trung ở sân vận động thành phố, nơi vừa được biến thành trung tâm phân phối mặt nạ phòng độc tạm thời. Từ tờ mờ sáng, thời tiết oi bức và không gian chật chội khiến người dân bực tức và quay ra gây gổ với cảnh sát. Những người được giao nhiệm vụ phải kiểm soát đám đông thật chặt chẽ. Theo Telegraph dẫn lời ông Harry Camo, 67 tuổi, người bị yêu cầu rời khỏi khu vực phân phối. Chúng tôi bị đối xử như súc vật chứ không phải người. Thậm chí các gia đình có con nhỏ, vốn thường được xếp vào diện ưu tiên, cũng phải trải qua hàng giờ lên xếp hàng trong mệt mỏi. Cơn sốt mặt nạ chống độc là hậu quả của những tuyên bố sẽ tấn công Syria của Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Để làm yên lòng người dân, giới chức Israel đã tuyên bố sẽ không có chuyện chính quyền Bashar al-Assad tấn công vào nước này. Tuy nhiên, cơn hoảng loạn vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng, bởi số lượng mặt nạ chỉ đủ để cung cấp cho 60% dân số của Israel. Tình trạng hỗn loạn còn lan tới cả các thành phố miền Nam như Jerusalem, nơi truyền thông cho biết nhiều kẻ đã lao vào ăn trộm mặt nạ phòng độc và chạy trốn hôm thứ Tư. Về phía người dân Haifa, nguồn gốc cơn sợ hãi của họ còn đến từ cuộc chiến tranh hồi năm 2006 của nước này với Hezbollah, một tổ chức chính trị có vũ trang ở Liban. Giới chức ở Haifa đã tăng cường lượng binh sĩ làm nhiệm vụ gần hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome. Hệ thống này được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ một nhà máy hóa dầu khổng lồ, được xem như mục tiêu tiềm năng cho một cuộc tấn công. Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot tại một căn cứ quân sự bên trong thành phố cũng đã được khởi động. Và đây là phần tin Hoa Kỳ. Người Mỹ biểu tình phản đối tấn công Syria. Hàng trăm người đã tổ chức biểu tình ở nhiều thành phố của Mỹ để phản đối ý định không kích Syria, khi Washington có thể sẽ đơn phương tấn công quốc gia Trung Quốc để cảnh cáo việc sử dụng vũ khí hóa học. Những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, những người ủng hộ phe đối lập và cả những người dân căm ghét chiến tranh đã đổ về quảng trường thời đại của New York. Hoa Kỳ, NATO, hãy buông tha Syria. Hàng trăm người biểu tình đã hô vang giữa hàng ngàn khách du lịch. Một số người cầm ảnh của ông Assad, một số người chỉ mang biểu ngữ phản chiến. Những người biểu tình Syria gốc Kitô giáo vẫy lá cờ đỏ, đen, trắng của quốc gia Trung Đông, ủng hộ ông Assad và bác bỏ các cuộc ông đứng bằng sau vụ tấn công hóa học gây chết hàng loạt dân thường trước. Họ nói rằng, cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí giết người hàng loạt đó là những lời dối trá hoàn toàn. Trên một đường phố khác, một nhóm người ủng hộ phe đối lập của Syria lại cầm cờ trắng xanh hô vang: Assad là một tên khủng bố, Assad là Hitler. Đôi lúc, họ còn có những hành động bày tỏ sự giận dữ thái quá, khiến cảnh sát phải triển khai theo sát họ để bảo đảm an ninh. Các cuộc biểu tình phản chiến khác cũng được tổ chức của thủ đô Washington, Times Square, New York, Los Angeles, Chicago và Dearborn tối qua. Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Obama sẽ đưa ra quyết định về việc không kích Syria theo hướng có lợi nhất cho Hoa Kỳ. Ông tin rằng có những lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ đang bị đe dọa và những nước vi phạm luật quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học phải bị trừng phạt.
trong bối cảnh Quốc hội Anh vừa bỏ phiếu chống lại việc can thiệp quân sự vào Syria. Giới chức Hoa Kỳ đang cân nhắc đến phương án hành động đơn phương. Phe đối lập ở Syria cáo buộc khoảng 1.300 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương do hít phải khí gas độc từ cuộc tấn công của phe chính phủ ngày 21 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, chính quyền ông Assad đã bác bỏ điều này và đổ lỗi cho phe đối lập về vụ tấn công. Và đây là phần tin Việt Nam. Khởi cấp bảo vệ tàu cổ phát hiện bị đắm ở Quảng Nam. Chiều 28 tháng 8, tỉnh Quảng Nam vừa chỉ thị các đơn vị biên phòng phối hợp cùng chính quyền huyện Núi Thành và xã Tam Hải tuần tra bảo vệ con tàu cổ cùng với cổ vật trong con tàu này vừa được phát hiện tại vùng biển Nam Hải. Cùng lúc Bảo tàng Quảng Nam vừa thuê đơn vị chuyên lặn biển tiếp tục khảo sát, thăm dò, định vị con tàu đắm ở rạn Mơ và Cửa Lở để có dữ kiện báo cáo xin phép tiến hành khai quật. Trước đó, theo nguồn tin của ngư dân, trong lúc đánh bắt hải sản, một số người đã vớt được cổ vật từ đáy biển. Bảo tàng Quảng Nam đã thành lập đoàn khảo sát, thăm dò. Qua khảo sát, ngoài việc tìm thấy nhiều cổ vật lưu giữ ở nhà dân, đoàn khảo sát được ngư dân đưa đến nơi cất giữ trục lái tàu dài 7 mét, còn lại một phần nhỏ bánh lái. Từ kết quả thăm dò, Bảo tàng Quảng Nam đã xác định tại vùng biển xã Tam Hải có hai địa điểm được xác định có cổ vật từ con tàu đắm là Rạn Mơ và Cửa Lở. Được biết, ngày 23 tháng 8, vợ chồng anh Đinh Tấn Tàu, 38 tuổi, ngụ tại xã Tam Hải, đưa đoàn khảo sát của Bảo tàng tỉnh Quảng Nam đến vị trí nơi vợ chồng anh phát hiện có con tàu cổ chở nhiều đồ gốm bị đắm tại vùng rạn nhọn, cách mũi bấc của ngọn đồi Bàn Than khoảng 300 mét về phía tây. Anh Đinh Tấn Tàu cùng con trai mang lên một số mảnh bát đĩa lọ bằng gốm sứ, trong đó có một lọ gốm còn nguyên vẹn. Cách đó không xa, tại khu vực Cửa Lở, nơi dòng Trường Giang đổ ra biển, cũng được cha con anh Đinh Tấn Tàu phát hiện có nhiều cổ vật bị vỡ, cũng như nhiều mảnh gỗ được cho là thân tàu gỗ. Nơi đây, trước đó anh Tàu cũng đã tìm thấy một số mảnh vỡ của các loại bát, đĩa gốm cổ. Anh Đinh Tấn Tàu cho biết, cách đây hơn 20 ngày, vợ chồng anh nghe tin nơi đây có tàu cổ bị đắm, nên lặn thử thì phát hiện có đồ gốm sứ cổ nằm dưới độ sâu khoảng gần 10 mét. Anh Tàu cùng nhiều ngư dân khác trục vớt được gần 100 bình gốm nhỏ, cùng hàng trăm mảnh vỡ của chén bát đĩa sứ. Vì số cổ vật quá lớn và có liên quan đến con tàu đắm tại khu vực này, nên anh Tàu đã thông tin đến Bảo tàng tỉnh Quảng Nam để có kế hoạch khảo sát, bảo vệ. Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, chuyên gia khảo cổ ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhận định đây là những hiện vật của con tàu đắm cổ nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức đầu giờ. Xin quý vị vẫn giữ băng tần 56.5 để tiếp tục theo dõi những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin trân trọng kính chào.